của Chúa Giêsu. Rồi sau đó mới đưa người ta đi tới cái con đường đạo là tìm về cái nguồn cội là Thiên Chúa là Trời. Cho nên đó, cái sứ mạng của ông của Chúa Giêsu đó, mà bây giờ gia đình Kennedy đó, mà bây giờ chính ông Kennedy Edward này là cái công việc ông tranh đấu suốt suốt cả cái đời cái bao nhiêu nhiệm kỳ của ông mà không được, bây giờ đến nỗi báo chí nó nói rằng là ông chết rồi mà cái giấc mơ của ông chưa thành, sắp thành tựu mà ông không thấy được, không thấy được. Cho nên tôi không biết là trong cái vụ sự kiện mà ông mà mất đi như thế này đó, thì có thể là vì cái sự mà người ta thương tiếc ông mà người ta có thể sẽ pass cái đạo luật mà về vấn đề y tế cho toàn dân được. Đối với vấn đề mà y tế cho toàn dân đó là hình thức của xã hội chủ nghĩa, nó là một cái mà nước Pháp mà gọi là Anh Lê nó đã làm được, Canada nó là làm được rồi. Đấy. Yeah, mà nên nhớ nước Anh Lê và Canada là những nước xem như là căn bản của Tin Lành, Tin Lành gọi là Tin Lành Protestant, Tin Lành gọi là cải cách giáo đó, thấy không? Còn riêng Anh Huy Kỳ này là một cái nước là Tin Lành gọi là Tin Lành thứ, Tin Lành gọi là Tin Lành của kiểu Huy Kỳ đó. À, tức là nhưng mà lại không, những cái người giàu, những người trung lưu này kia không có giúp để mà ủng hộ để mà qua cái đạo luật nghèo này. Cho nên cái đạo luật mà nếu mà đạo luật y tế này mà không qua được á, thì nghĩa là người ta sẽ nhớ muôn đời cái công trình công trạng của ông F. Kennedy này, chứ phải không? Và bây giờ ông Obama ông đang cố gắng để mà vật lộn mấy ông Obama mấy tháng này, nhiều khi ông cũng bực mình vấn đề thượng viện hạ viện lên xuống cù cưa, không có chịu để mà pass qua cái đạo luật này. Tất cả những cái gì mà nếu chúng ta nhìn vào Obama bây giờ, chỉ có Obama thắng được cái này, là Obama là một cái người làm được, lập được một cái trang sử, đúng là cái trend mà ông nói được. Thành ra thực sự ra là cái vấn đề xã hội chủ nghĩa mà cho toàn nước này đó là một cái điều rất là tốt, mà cái đó là chính Chúa Giêsu Kitô ngài cũng đã dạy khi ngài còn đi hoằng pháp nữa, và các tông đồ nguyên thủy ngày xưa cũng sống trong cái tinh thần xã hội chủ nghĩa, ăn chung ở chung, sống chung làm chung và góp chung của cải tất cả. Chỉ đến khi mà cái cặp vợ chồng Anania nó là nửa nạt nửa mỡ thì làm bộ miệng thì nói xã hội chủ nghĩa, nhưng mà đem thì đem giấu của lại một nửa đi. Thành ra vì vậy cho nên chính Chúa nghĩa là thánh kinh ghi là hai vợ chồng nghĩa là Chúa đánh chết tại chỗ vì vấn đề đó. Và về sau đó thì là một ông tông đồ đã nói rằng là các ngươi đã làm mất đi cái tình yêu của lúc ban đầu, hay là các ngươi nóng hoặc là lạnh, chứ còn các ngươi mà hâm hẩm như vậy, ta sẽ nhả các ngươi ra khỏi miệng ta. Nếu sao xã hội chủ nghĩa thì đi all the way, đi suốt đường xã hội chủ nghĩa. Còn không thôi chứ đừng có nửa vời vừa xã hội chủ nghĩa mà lại vừa tư bản chủ nghĩa, thì không biết là cái lúc nào ngưng lại, chỗ nào là tư bản và lúc nào ngưng, và là xã hội, nó thành ra dễ bị lợi dụng lắm, dễ bị lợi dụng và là dễ đưa quốc gia, dân tộc và nhân loại đi vào một cái ngã bí khác nữa. Cho nên bởi vì tôi thì tôi chỉ nhìn trên cái phương diện là đây là một cái chiến thắng, mà nếu gọi là tình thương, nếu mà những cái người mà Tin Lành ở bên nước Mỹ mà thực sự mà ủng hộ thì cái đạo luật mà y tế này nó sẽ qua được. Ví dụ cách vậy đây vài ba tháng thì bà Linh Mục Minh Hạnh là người trong cộng đồng chúng ta, bà cũng đi mà biểu tình với lại 7-8 vị linh mục và mục sư khác là để cho cảnh sát bắt. Là sao? Bởi vì đi biểu tình cho quyền y tế của những người thợ thuyền mà làm cho Disneyland. Trong khi Disneyland hay những công ty lớn nó lợi dụng, nó vấn đề là nó bớt giờ làm đi để không có được hưởng y tế. Thành ra bởi vì thế mà làm quá giờ nó phải được bảo hiểm y tế thì nó không muốn mất số tiền đó. Mà bây giờ người ta mất không có bảo hiểm y tế của sở làm thì người ta không có cái gì để mà trả tiền y tế cả, là phải chạy về đeo vào trong chính phủ, mà nó sẽ trở thành cái gánh nặng của chính phủ nhiều nữa. Thành ra trong cái vấn phương diện mà ông Kennedy mà ông mất đi ra rồi, tôi chỉ nhìn thấy rằng có thể ổng, cái sự mất đi của ổng làm đánh dấu và đẩy lên một cái thúc đẩy để mà cái vấn đề cái luật mà về vấn đề mà y tế cho toàn nước Mỹ có thể sẽ qua được. Và đó là một cái thắng lợi của xã hội chủ nghĩa và cũng là cái thắng lợi của Kitô giáo nữa. Vâng, đấy thì ông có nói có thể là nếu đứng về phương diện chính trị đó thì rõ ràng là cái tương quan lực lượng mất đi một lá phiếu, nhưng mà về cái tình người, về cái tình yêu của Thiên Chúa, về cái tình yêu của xã hội chủ nghĩa, cái công bằng xã hội đó, thì có thể với cái sự mà quý trọng của cả thế giới đó, nhiều khi đã làm cho cái con tim người ta có thể là thiện ác đấu tranh ở chỗ này. Dạ. Bây giờ là cái lúc là phe thiện là phe của Thiên Chúa sẽ tìm cách để mà cho cái đạo luật này qua,
Nhưng mà cái phe gọi là cái phe tham, phe của gia tăng của ma quỷ, nó sẽ tìm những cái đạo luật, nó đưa những điều ích kỷ lên để nó phá, không có cho đạo luật này qua được. Tức là đây là một cái sự thiện ác đấu tranh mà nó đang tranh chấp giữa gọi là giữa trời và quỷ, và giữa thiện và ác là ngay cái lúc này. Chúng ta không có thấy, nhưng mà đó, mà nhiều người chúng ta không biết, chúng ta ôi cái đó để cho ý Chúa được nên. Chúa nào mà để ý Chúa được nên, chúng ta phải đóng góp trong cái phần thiện để cho cái phần ác nó thua. Và đó là bởi vì cái đó là thiện thiện, tức là cái nguồn sống, nguồn thiện nguyên thủy mà Thượng Đế cho chúng ta, cộng với lại cái gọi là cái ân điển của Chúa Kitô mà đem đến cho chúng ta, cộng lại thành một đích sức mạnh để mà vật ngã cái độc ác, cái máu độc, cái nhiễm độc của quỷ Satan, tức là giữa thiện và ác. Chúng ta có thể hiểu nhiều hình thức, có thể hiểu theo tinh thần mà cũng có thể hiểu theo vật chất cũng được đó. Cũng giống như bệnh vậy, bệnh là chúng ta phải có cái nọc độc nó nằm trong mình mới bị bệnh, bị đau, bị chết thôi, chứ không phải tự nhiên bị bệnh đau chết là bởi vì tư tưởng. Nó phải có cái gì vật lý nó ở trong máu huyết chúng ta. Thì tôi chỉ nói như vậy, tùy mỗi người, một cái niềm tin của mỗi người mà sẽ thấy. Nhưng mà đây là cái lúc mà bây giờ Kennedy lật đùng xuống dép, là bắt đầu là có khi quỷ Satan nó đang vui lắm, bởi vì nó có thể nó sẽ làm cho cái đạo luật này không có quá. Về phương diện chính trị thì thua, về phương diện chính trị thì thiệt hại. Nhưng mà về phương diện tinh thần con người, nhiều khi cái này nó thức tỉnh. Nó nhờ cái đó mà có thể nó làm thức tỉnh, bởi vậy cho nên mình có là người Việt Nam mình gọi là nó nhân duyên cả. Nhiều khi cái chuyện nó không thấy không đẹp, nhưng mà chính cái đó nó lại làm nó lại đóng góp cho cái mà cái thiện sẽ thắng được. Đó cái chuyện đơn sơ của Kennedy thì là tôi chỉ nhìn cái con mắt của tôi nhìn theo cái lối nhìn của về tôn giáo, thì về của Kitô giáo thì tôi thấy nó như vậy. Thành ra tới cuối cùng nhiều khi cái tiếng nói của lương tâm nó thắng. Và làm cho tôi lại nhớ tới cái câu chuyện mà cái anh Trung úy Cà Lây trong cái vụ án Mỹ Lai đó, đúng không ạ? Thế thì anh ấy nhân cái nhân cái chuyện không sao tiếp. Cái ông Trung úy Cà Lây đó nhân cái vụ án Mỹ Lai thì người ta làm sống động lên, vừa rồi là kỷ niệm cái 60 năm bao nhiêu nhỉ? 40 năm hay 40 mấy năm, 60 năm của chắc cái 40 năm và 40 năm của cái sự kiện Mỹ Lai đó. Thì cái hồi đó tôi làm báo lập trường thì Ủy ban Quốc phòng Hạ viện đó, cái anh ký giả người bạn tôi đó, anh Dương Hồng Duyệt trong Ủy ban của Trần Văn Đôn đó, Quốc phòng Hạ viện, thì có viết một loạt bài đi ra ngay ngoài Quảng Ngãi, phải không ạ? Thì viết một bài là vụ thảm sát Mỹ Lai trước lương tâm nhân loại. Và rồi thì hôm vừa rồi anh này đã giữ kín cái sự kiện bao nhiêu năm, không chịu trả lời, không chịu gì hết. Nhưng mà hôm vừa rồi thì anh ấy có lẽ là cũng thấy là mình cũng lớn tuổi già rồi, thì anh ấy phát biểu mấy cái, anh ấy nói là suốt 40 năm qua cái đó nó ám ảnh trong lòng anh, không một ngày nào quên được. Và tôi nghe cái câu mà ông nói tôi cũng cảm động lắm, nhưng mà cái cảm động là không biết là cái ông nào bên Việt Nam mà khi trả lời trên đài Radio IRV đó đó. Tôi không biết là ông đó, tại vì tôi nghe trẻ, không biết ông ở Việt Nam nói hay ông ở hải ngoại ông nói. Nhưng mà có cái ông nói là ông nói rằng cái lương tâm đó, cái lương tâm cuối cùng đó đã thắng. Cái câu nó hay nhất là cái điểm đó. Và Kali thì nói rằng không ngày nào mà tôi không nhớ lại rằng là tôi đã làm một cái điều nó như vậy. Nhưng mà bây giờ tới một cái lúc nào đó thì ông ta nói được cái điều đó cũng là hay. Nhưng mà dù ông không có nói được thì 40 năm nay lương tâm nó vẫn cáo trách ông. Và trong Thánh Kinh á thì cũng Chúa cũng nói cũng câu cũng hay, nó nói là ta đặt luật